Đối với động vật, quá trình tán tỉnh bạn tình đôi khi gặp phải rủi ro cá nhân rất lớn. Bạn có thể tưởng tượng được sẽ thế nào nếu chúng ta phải hẹn hò như chuột hay gấu trúc không? Nếu bạn thấy bữa tối dưới ánh nến hơi căng thẳng, hãy đợi cho đến khi bạn nghe điều này. Mặc dù những hành vi tán tỉnh này nghe có vẻ kỳ lạ và thậm chí nguy hiểm đối với chúng ta, nhưng chúng phục vụ khá tốt mục đích của mình trong thế giới động vật. Giả dụ, hãy thử tưởng tượng sẽ như thế nào nếu chúng ta phải đóng vai gấu trúc khổng lồ. Chà, đối với những người mới bắt đầu, chúng ta sẽ thấy khá khó khăn khi giao phối. Trong một thế giới mà con người hẹn hò như gấu trúc, các quý cô chỉ có một thời gian sinh sản ngắn, mỗi năm một lần vào mùa xuân và chỉ trong vài ngày thôi. Điều đó sẽ gây ra sự cạnh tranh khá lớn. Để giành được tình cảm của một quý cô, bạn có thể phải chiến đấu với một ứng cử viên trẻ hơn khi cô ấy ở trên cao trong một tòa nhà rất giống công chúa tóc mây Rapunzel. Sau đó, bạn sẽ phải tham gia vào một cuộc đối đầu căng thẳng. Nếu bạn không may, quý cô thậm chí có thể không muốn bắt đầu một mối quan hệ sau trận tranh đấu cơ. Khi rời khỏi tòa nhà, cô ấy sẽ đuổi bạn đi. Cả hai đối thủ đầy tham vọng sẽ tìm cách tán tỉnh cô ấy trong nhiều tuần sau đó, dùng những lời lẽ nóng bỏng một cách kiên trì đáng kinh ngạc. Cuối cùng, người theo đuổi kia sẽ chịu thua và cô gái cuối cùng cũng sẽ quan tâm đến bạn. Việc cạnh tranh lâu dài này cùng với sự miễn cưỡng của người phụ nữ thực sự có thể là thứ kích hoạt sự hứng thú của người ta đấy. Hãy tưởng tượng nếu ta phải chống lại bất kỳ đối thủ tiềm năng nào mỗi khi muốn mời ai đó đi chơi. Hẳn là chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn ở phòng gym để giữ dáng, đó là điều chắc chắn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn phải xây dựng cả một lâu đài trước một cuộc hẹn hò lãng mạn nhỉ? Chỉ được dùng mỗi tay trần thôi đấy. Và nếu lâu đài đó vừa phải đẹp, vừa phải an toàn cho bạn đời và con cái của bạn thì sao? Chà, đó sẽ là điều bạn sẽ phải làm nếu hẹn hò như cá nóc. Bất cứ khi nào bạn nghĩ đến tình yêu, bạn sẽ phải xây lâu đài cát. Bạn sẽ phải sử dụng đôi tay của mình một cách mạnh mẽ để tạo hình cát và xây nên những rặng núi và thung lũng tuyệt đẹp này. Đây không phải là một trò chơi, tin tôi đi. Nếu thực hiện đúng cách, bạn sẽ mất từ 7 đến 9 ngày để hoàn thiện kiệt tác của mình. Ngôi nhà mơ ước của bạn phải đủ đẹp để được chú ý, nhưng cũng đủ chắc chắn để chống được lũ trộm. Sau đó, nếu bạn may mắn, một quý cô tốt bụng sẽ chú ý và quan tâm rồi cùng tham gia cuộc vui. Chẳng bao lâu nữa, cô ấy sẽ xây tổ ấm từ ngôi nhà đáng kinh ngạc này. Bây giờ, hãy tưởng tượng bạn phải là một ca sĩ xuất sắc trước khi có thể mời ai đó đi uống một tách cà phê. Nếu bạn rơi vào tình huống như vậy, bạn có thể hỏi chuột để được tư vấn. Nếu ta muốn lãng mạn như những con chuột, thì loài người sẽ cần một thủ thuật đặc biệt, hay đúng hơn là dây thanh quản của chúng ta. Con người cần tạo ra những bài hát có âm vực cao và độc đáo, thứ mà chuột tạo ra nằm ngoài tầm nghe của con người, nhưng chắc là chúng ta sẽ tìm ra điều gì đó thôi. Cuối cùng, ta sẽ tạo ra một bầu không khí du dương để thu phục các đối tác tiềm năng của mình. Ta cũng cần sử dụng một giọng điệu khác nữa. Giọng này cần phải khá khác biệt so với cuộc trò chuyện thông thường của chúng ta. Dù ta có tài năng đến mấy thì điều đó cũng không làm mọi việc bớt khó khăn hơn chút nào. Trong tình huống của loài chuột, không dễ để gây ấn tượng đối với người ta thích. Họ sẽ có sở thích riêng của mình khi nói đến những bản serenade. Theo một nghiên cứu trước đó, chuột cái thực sự thích những bài hát khác biệt với những bài hát do họ hàng của chúng hát. Chưa bao giờ nghĩ rằng chuột cái sẽ bị ấn tượng bởi sự mới lạ, nhưng chuyện là thế đấy. Có lẽ chúng ta có điểm chung với loài gặm nhấm này thật. Nếu bạn từng so sánh bạn với cá lồng đen, thì bạn biết đấy, chắc chắn không phải là một lời khen rồi. Hãy coi những sinh vật này là hình mẫu cho kiểu bạn trai đeo bám. Đó là bởi vì khi nói đến việc giao phối, bạn sẽ phải nỗ lực hết mình. Các quý ông theo đúng nghĩa đen sẽ phải cắn vào con cái và dính chặt vào nó như keo. Chúng sẽ trở thành những loài ký sinh theo đúng nghĩa đen, sống vào cơ thể phụ nữ. Điều đáng ngạc nhiên là cơ thể chúng lại lớn hơn. Tại một thời điểm nào đó, con đực sẽ bị hấp thu vào cơ thể con cái. Thế giới của bạch tuộc vốn đã khá bí ẩn nên không có gì ngạc nhiên khi nghi thức giao phối của chúng cũng độc đáo không kém. Chắc chắn là tất cả chúng ta đều có bản năng bảo vệ đối với những người mà ta quan tâm. Nhưng nếu bạn hành động như một loài bạch tuộc cụ thể này, bạn sẽ phải đưa nó lên một cấp độ hoàn toàn khác. Bạn thực sự phải trở thành một vệ sĩ đấy. Bạn sẽ mở cửa hàng ngay bên cạnh người bạn yêu, trong những tụ điểm nhỏ của riêng bạn. Đó là vì bạn muốn đảm bảo không có ai khác đến gần. Nó thậm chí còn thú vị hơn nữa kìa. Hãy tưởng tượng sẽ như thế nào nếu bạn phải cải trang để gặp người mình yêu. Người mà thậm chí có thể không thích bạn nhiều như vậy ngay từ đầu. Chà, một số loài bạch tuộc lén lút hơn cũng có cách tiếp cận tương tự. Vậy chiến lược là gì? Chà, bạn phải cải trang thành nữ để đánh lừa những người đàn ông khác. Bạn sẽ phải thay đổi diện mạo và màu sắc của mình để hòa nhập và vượt qua các lính canh mà không bị chú ý. Tại sao phải vất vả như vậy? Cách này không chỉ để tránh nguy hiểm thôi đâu. Bạch tuộc được biết đến là sinh vật khá phản xã hội. Bạn phải hành động như vậy chỉ để tránh bị chính con cái làm bị thương. Bây giờ, chúng ta hãy chuyển sự chú ý của mình sang chim tổ lều.
những thiên tài kiến trúc nhỏ bé đến từ Bắc Úc. Hành động giống chúng có nghĩa là bạn thực sự phải thể hiện để gây ấn tượng. Cách bạn nhảy hay trang phục hào nhoáng là không đủ đâu. Trên thực tế, bạn sẽ phải xây dựng một công trình được gọi là tổ lều. Nhưng đó không phải là tất cả. Bạn còn phải trang trí nó bằng đủ loại đồ vật như xương, đồ nhân tạo và đá. Hãy coi nó như phòng trưng bày nghệ thuật cá nhân của riêng bạn ngay giữa rừng. Mỗi khi một đối tác tiềm năng đi ngang qua, bạn sẽ phải đứng ở lối ra của sân tổ lều. Và đó là khi phép màu xảy ra. Bạn sẽ bắt đầu bằng việc giới thiệu bộ sưu tập đồ vật đầy màu sắc tuyệt vời của mình. Nhưng đây là thủ thuật thông minh này. Ngay cả cách bạn sắp xếp những đồ vật đó cũng quan trọng vì nó cần tạo ra ảo giác về kích thước. Khi sắp xếp ở nơi lãng mạn, bạn cần phải đặt các đồ vật lớn hơn một cách có chiến lược ở xa khu vực tổ lều. Vì vậy, từ quan điểm của đối tác, bạn sẽ trông to lớn và ấn tượng hơn thực tế. Nó giống như một thủ thuật thông minh để khiến bạn nổi bật so với đối thủ ấy mà. Nhận Nursery Web chuẩn bị cho buổi hẹn hò ở một cấp độ hoàn toàn khác. Bạn muốn noi gương chúng hả? Bạn cần mang theo quà đấy. Bạn sẽ tiếp cận đối tác bằng nhiều loại quà khác nhau mà bạn sẽ tặng trước khi tìm cách hình thành một mối quan hệ sâu sắc hơn. Giờ các nhà khoa học đã nghiên cứu hành vi này. Nó từng được cho là một sự thể hiện sự cam kết chu đáo. Đó sẽ là một cách để cho người bạn đời tiềm năng thấy rằng bạn là một người cha mẹ xuất sắc, chu đáo và có sự chuẩn bị. Các nhà khoa học hiện nay nghĩ rằng nó được thiết kế để đảm bảo an toàn cá nhân nữa. Đó là bởi vì những cô nàng nhện Nursery Web không ngại thỉnh thoảng nhai ngấu nghiến bạn hẹn tiềm năng của họ đâu. Giờ giả dụ bạn thích khám phá đi, thế thì cách tìm bạn tình của Hải Âu sẽ hay lắm đấy. Đó là bởi vì chúng là những sinh vật lang thang, có thể dành nhiều năm để đi khắp thế giới mà không bao giờ định cư ở một nơi. Nhưng khi bạn trở về quê hương, bạn sẽ luôn quay về với người bạn đời của mình. Với tư cách là một cặp, các bạn sẽ chào đón nhau bằng một nghi thức phức tạp là trao nhau lời thề và nhẫn. Bạn biết đấy, đôi khi người ta gọi nhau là đôi chim cu. Trên thực tế, đó thực sự là một loài vẹt nhỏ. Và chúng cũng rất tình cảm như cách người ta nói. Một mối tình lãng mạn giống chúng có nghĩa là bạn và người ấy sẽ không thể tách rời, giống như những người yêu nhau thời trung học luôn trải chuốt cho nhau và trò chuyện các thứ ấy. Cùng nhau, bạn sẽ xây dựng những ngôi nhà cầu kỳ và thậm chí là chia sẻ thức ăn của mình nữa. Tình yêu của bạn sẽ giống như tình yêu của những chú bọ xít nhiều lông, gắn bó với nhau lâu dài. Ngoài ra, chia tay sẽ hoàn toàn là bi kịch. Đối với những chú vẹt xanh, tốt nhất là không nên tách bạn và người yêu. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng loài vẹt này có thể qua đời vì đau lòng theo đúng nghĩa đen.